Xin chào tất cả bạn nha. Cái máy ảnh chúng ta đây là cái máy lạnh Sharp của gia đình mình sử dụng. Thì các bạn nếu mà có xem trên kênh của mình thì các bạn cũng khá là quen thuộc với những cái máy lạnh Sharp mà mình hay quay video đó. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ cho chúng ta thấy là cái máy lạnh nó bị hiện tượng đóng tuyết các bạn. Nó bị hiện tượng đóng tuyết ở trên cái dàn dàn nhôm. Đây. Mình sẽ nó vừa mới rồi. Nó vừa mới tan rồi. Thì cái hiện tượng đóng tuyết này á, là nó vừa đóng rồi chút xíu cái nó sẽ tan ra. Bây giờ mình sẽ cho chúng ta xem một cái đoạn video mà mình mới quay trước đó và tối hôm qua để chúng ta xem chúng ta sẽ biết được cái tình trạng nó như thế nào. Đây, nó đóng tuyết luôn. Đóng tuyết luôn nguyên cả cái đường này luôn. Đang bật ở 20 độ đó. Thì vừa rồi các bạn đã xem đó, đấy chúng ta thấy cái tượng là nó đóng tuyết, nó đóng luôn cả một cái đường ở cái vị trí cái ống đồng nè, ống hai ống đồng nhỏ nó chạy chạy vào nè, thì nó đóng tuyết luôn cả nguyên cái khu vực này. Thì cái nguyên nhân của nó thì có rất là nhiều nguyên nhân, ở trong đó có hai nguyên nhân mình chỉ ra chính thôi. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái máy lạnh mình quá dơ, nó không có cái hơi nóng ở ngoài nó không chạy vô được, mà trong khi đó là mình giảm nhiệt độ sâu, quạt thì quay ra yếu cho nên là nó bị tích tụ cái lượng nhiệt thấp ở đây, dẫn đến cái tình trạng nó đóng băng ở cái khu vực này. Cái nguyên nhân thứ hai mà phổ biến hơn gần như là 99% là rơi vào nguyên nhân thứ hai, đó chính là cái máy của chúng ta cái hiện tượng nó bị yếu ga. Yếu ga đây thì do là nó bị rò rỉ ga, hoặc là chúng ta vừa mới lắp ghép, chúng ta vừa mới vận chuyển rồi chúng ta di dời gì đó thì nó sẽ cũng xảy ra cái hiện tượng đó. Thì thông thường đó là ví dụ như cái máy chúng ta đang yên như thế này, chúng ta gỡ cục nóng của chúng ta vệ sinh cái nó xảy ra cái trường hợp đó. Đối với cái máy của mình đó, nó xảy ra là do cách đây một tuần là mình có sửa toan ở trên nóc nhà, cho nên mình có gọi thợ đến, thợ nó mở ra sau đó ráp lại thì nó bị hiện tượng này. Thì mình đã xác định rõ nguyên nhân đó là do mình gỡ cái cục nóng mình ráp lại, khi mà thợ ráp lại chắc có lẽ nó không ổn lắm. Đây bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, đấy nó đóng băng và nó xả liên tục đấy, chúng ta nhìn thấy không, ở trong kia là cái ống đồng nó ra trắng nè, và bên ngoài này nó hiện tượng đóng tuyết và nó đóng rất là nhanh. Các bạn thấy không, mình đang để cái máy lạnh ở nhiệt độ 25 độ này. Mà nó đóng rất là nhanh luôn, chút xíu là nguyên cái khu vực này nó đóng tuyết hết luôn. Thì đó là cái phần nguyên nhân mà mình kết luận ngắn gọn thôi, chứ còn nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như là cái lá nhôm này nó bị méo nè, hoặc là quạt nó bị méo, nó bị cái quạt tỏa nhiệt nó dơ nó bị méo rồi nó không có tỏa cái đẩy cái hơi lạnh ra được, nó cũng xảy ra cái trường hợp đó. Thì cách khắc phục thì cũng đơn giản thôi, chúng ta xác định rõ rò rỉ ra ở vị trí nào. Ở đây mình biết là do mình gỡ cục nóng cho nên mình sẽ kiểm tra ở cái vị trí cục nóng rồi xử lý xong chúng ta mới nạp ga vào, thì như vậy nó sẽ khắc phục thôi. Còn nếu mà nó dơ thì chúng ta sẽ vệ sinh. Riêng cái máy này thì mình mới vệ sinh cách đây 1 2 ngày thôi, nó rất là sạch, nó thấy không, gần nhôm rất là sạch luôn, trắng sáng. Thì nó không phải là nguyên nhân từ dơ mà đây là nguyên nhân do thiếu ga. Mình nó thì không phải là thợ sửa máy lạnh chuyên nghiệp nhưng mà mình là thợ vệ sinh máy lạnh cho nên mình cũng khá hiểu vấn đề này. Đấy, chúng ta nhìn thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên cục nóng chúng ta xem ở trên cục nóng như thế nào nha. Còn đây là trên cục nóng của cái máy lạnh Sharp vừa rồi mình đã quay cho chúng ta xem. Đây chúng ta thấy nè, cái phần cái ống ống mình gọi là cái ống đồng nhỏ, cái ống ga đó là nó cũng bị hiện tượng đóng tuyết trắng luôn nè. Mặc dù là hiện giờ là trời nắng, đây trời nắng. Và qua một cái đêm thì cái lượng nước nó nhiễu đây rất là nhiều. Các bạn không nhìn rõ chứ mà trên video ở ngoài thực tế mình nhìn rất là rõ luôn, và nó có hiện tượng nó bị rỉ sét đấy, mặc dù là mình mới thay toan có mấy ngày thôi. Và cái đường ống đồng này nè, nước nước nó đọng này là do nó lạnh, nó đông bị đóng xương nè, đấy nó đóng nước xương nè, rồi cái nước này nó nhiễu rất là nhiều ở trên cái máy toan đó. Và cái mình nghe cái máy nén nó chạy nó kêu âm thanh nó xè xè nó bất thường, thì chắc có lẽ là cái vị trí rò rỉ ga nó nằm ở dưới nè. Bởi vì là khi mình gỡ cái cục nóng này ra để mình
mình thay cái máy tôn này lại thì cách đây một tuần thì thợ đã mở ra, mở ra bây giờ cục nóng, rồi sau đó lắp vào thì có thể là các cái vị trí ở các cái đầu rắc co, những cái đầu tán ống đồng này là dặn không kỹ thì mình phải xử lý triệt để, thì sau đó mình mới nạp ga vào thì lúc đó nó mới đảm bảo nha. Chứ còn bây giờ chúng ta nạp ga vào, nếu thật sự nó có xì chẳng hạn nó đi, chúng ta nạp ga vào thì cũng vậy thôi, nó không giải quyết triệt để cái gốc của cái vấn đề, cho nên là nó sẽ tiếp tục, nó sẽ xảy ra trong thời gian tới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra kỹ cái lượng chỗ nào nó xì, khi mà xử lý chính xác rồi chúng ta mới nạp ga vào, thì đó là cách giải quyết và triệt để nhất. Rồi thì vừa rồi mình cũng đã cho ông ta biết là xảy ra cái hiện tượng đó chính là đóng băng ở trong cái dàn nhôm cũng như là ở ngoài cũng nóng như thế này. Nếu các bạn mà có xảy ra cái trường hợp này thì chúng ta kêu thợ chuyên nghiệp đến trung tâm bảo hành đến, hoặc là chúng ta gọi những cái cơ sở điện lạnh mà có uy tín nha các bạn. Nếu không chúng ta gọi những cái thợ bên ngoài nhiều khi không có uy tín là họ chỉ nạp ga vào thì trong 10 ngày 15 ngày nó lại tiếp tục xảy ra cái hiện tượng này nữa, thì dẫn đến là chúng ta tiền mất tật mang đó. Lâu ngày thì cái máy nén ta bị hư luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại những video tiếp theo.